Chào các bạn, hôm nay cô sẽ kho cá ủ với thơm, sả, gừng. Và cá cô sẽ sơ chế, rửa nước sôi để cho nó bớt mùi tanh nha. Gia vị gồm có muối, tiêu, đường, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn, hành. Giờ bắt đầu cho dầu ăn vào. Thì cô sẽ cho hành vào. Rồi giờ cô sẽ cho thơm vào. Nước vào. Giờ nước trong nồi sôi này thì cô sẽ cho cá vào. Cá khô đã sôi nha, giờ cô sẽ cho gia vị vào, mắm vào. Rồi mình đun cho nó khi nào nó kiệt nước. Các bạn xem kênh của cô cho cô một like nha. Cá cô nấu đã xong này, giờ cô sẽ cho hành ngò vào nha. Chào các bạn nha, cảm ơn các bạn nhiều.